Cuộc sống có biết bao nhiêu thứ tươi đẹp mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta luôn bị cuộc sống mưu sinh vất vả đè nặng lên cơ thể lẫn tinh thần. Chúng ta không có thời gian để cảm nhận được chuyển động của cuộc sống, của thiên nhiên xung quanh mình. Chắc các bạn vẫn còn nhớ những tháng ngày đang chơi bên bạn bè trong xóm, những buổi vui chơi hết mình quên luôn cả thời gian. Đến khi trời hửng tối thì chúng ta mới nhận ra, những lúc khi ấy chúng ta cùng cười với nhau và cùng nhau đi về, cùng cười nói trên cả quãng đường về ấy. Khi đó chúng ta vẫn còn không lo suy nghĩ về cuộc sống, không cần lo nghĩ về mai này chúng ta sẽ sống sao, chỉ đơn giản hôm nay chúng ta đã có một buổi vui chơi hết mình với bạn bè mà thôi. Nếu như quay trở về thời thanh xuân ấy thì các bạn sẽ làm gì? Chắc hẳn các bạn sẽ chạy ngay ra ngoài để tìm đủ bạn thân ngày bé thế nào và cười vào mặt chúng, là ta biết tương lai tụi bé sẽ ra sao. Nhưng bạn sẽ lại muốn tụi bạn thở áo thơ này sẽ vẫn luôn trong sáng, vẫn luôn hồn nhiên, không nghĩ suy về cuộc sống tấp nập mai sau mà chúng sẽ trải qua trên đường đời của mình. Chỉ một lần thôi, đôi khi các bạn hãy tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi trong đại dịch này, hãy tự mình cảm nhận chuyển động của thiên nhiên xung quanh mình. Hãy thả đầu óc bận rộn ấy vào trong khoảng thời gian yên tĩnh này, để rồi chúng ta thấy được cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp mà chúng ta đã bỏ qua. Tới đây thôi, tôi xin kết thúc video này.